Hey, chào cô chú anh chị em mình nha, lại là em Tân đây. Quay giới thiệu dạy TV cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Mới vừa nhập đội được ba con chà bá luôn em ơi, 50, 55 inch nè, chứ 40 inch nè. Giá rẻ luôn em ha, 2 triệu mấy, màn hình zin đẹp, lên mạng wifi đầy đủ chức năng ha. Rồi, 43 inch em cũng còn nè em, 43 LG còn mấy con luôn ha, 43 LG còn 2, 3 con, 43 Samsung thì còn 2 con ha, Sony thì chuẩn bị về nữa anh em, Sony sáng giờ 4, 5 con bán hết rồi ha. Rồi. Trước mắt cô chú anh chị em là một con Samsung 50 inch ha, màn hình mới, bảo hành 6 tháng, có giọng nói tìm kiếm, màn hình 4K ha, giá 5.800.000, bảo hành cho cô chú anh chị em là 6 tháng ha. Đây, màn hình mới anh em ơi, có giọng nói tìm kiếm, tặng là mod mới cho anh em này ha, tặng là mod mới, lên mạng nhanh mượt, có giọng nói tìm kiếm luôn ha. Đây, hình ảnh thì sắc nét cực kỳ luôn ha, cái này nó bự quá em quay hơi khó quay nên thông cảm ha, gần quá thì không hết mà xa quá thì mình nhìn nó không có ấy ha. Rồi, cái này là 50 inch Samsung, siêu bự siêu đẹp luôn em ơi, màn hình 4K mới ha, màn hình mới 4K, bảo hành cho cô chú anh em là 6 tháng ha, màn hình của hãng luôn ha, có chân để bàn ha, giá 5.800.000 anh em. Đây. Samsung 50 inch chà bá luôn em ơi, hình ảnh đẹp cực kỳ sắc nét luôn ha, giá 5.800.000, bảo hành của chú anh em 6 tháng ha. Cái này thì em có hai con ha, mới về hai con y chang vậy ha. Đây, con này cũng y chang vậy luôn ha. Nó là màn hình 4K là giá 5.800.000 nè, mới vừa về hai con này ha. Rồi, con 55 inch LG chà bá này giá 2.900.000 anh em. Có ông anh sớm ở dưới Kiên Giang mới cọc vậy ha. Mới cọc xong cái con 55 inch chà bá giá 2.900.000 này ha. Rồi, Samsung 43 inch màn hình mới. Giá 4.500.000, có giọng nói thì có ông anh cũng mới chốt ha, sáng từ nãy anh không có cọc kịp thì sáng anh cọc luôn ha, anh chốt luôn nha. Rồi, còn con này thì 40 inch nè, Panasonic 40 inch, em quay kéo tivi ra quay cho anh em dễ coi ha, chật quá anh em ơi. Panasonic 40 inch lên mạng wifi, hình ảnh đẹp cực kỳ, màn hình zin anh em ơi, bảo hành cho anh em mình xài 1 tháng ha. Remote em bấm vào đâu đây. Con này hình ảnh đẹp cực kỳ anh em ơi. Panasonic 2.600.000 ha, 40 inch ha, lên mạng wifi. Màn hình đẹp, zin đẹp cực kỳ, không lỗi lầm nha anh em. Bảo hành của chú anh chị em mình xài là 1 tháng ha. Con này thì nó có chức năng là lên mạng wifi thôi, nó không có giọng nói không nha. Đem bắt tiếng nhỏ xuống cái rồi em coi cái ở sau lưng nữa cho anh em tham khảo ha. Đây. Đây. Sau lưng nó thì có cổng kết nối là có cái ánh sáng nè anh em, có ánh cái optical á với gắt 3.5 luôn ha. Nhưng anh em xài loa kẹo kéo thì mình có thể kết nối vào optical hoặc là 3.5 được luôn ha. Nó có hỗ trợ gõ ga 3.5 luôn ha. Đó. Cho anh em mình chơi loa kẹo kéo rồi ha. Con này nó không có giọng nói như mình kết nối điện thoại mình vẫn nói được nha anh em. 2.600.000. Panasonic 40 inch, màn hình zin đẹp cực kỳ, bảo hành 1 tháng anh em ơi. Lên mạng wifi thì nhanh mượt ha. Rồi, LG màn hình 4K giá 4.200.000, bảo hành 6 tháng, lên mạng có giọng nói tìm kiếm, có kết nối bluetooth, có hỗ trợ giọng nói tìm kiếm chuột bay luôn ha, hình ảnh thì cực kỳ sắc nét anh em. Theo em thấy em mấy con Sony LG này là hình ảnh nó nét dữ dằn anh em ha. Thương hiệu thì nó không bằng người ta nhưng mà hình ảnh thì bao nét anh em ơi, hình ảnh 4K nha, màn hình 4K nên nét cực kỳ nét, nhìn rất là trung thực ha, nó không có màu mè sặc sỡ nhưng mà nhìn nó trung thực y như ngoài vậy đó anh em nè. Cái này nó còn lớp kiến nữa nha anh em, còn lớp kiến mà vậy này mà lọt ra nữa nó sẽ sáng thêm nữa nha anh em đó, ý là chưa lọt nó sáng rực rỡ luôn anh em ha. 4.200.000 trong con LG 43 inch lên mạng wifi, có hỗ trợ giọng nói tìm kiếm, có chuột bay, có kết nối bluetooth cho anh em mình sử dụng loa kẹo kéo ha. Cổng kết nối thì đầy đủ luôn anh em ơi, dòng này đời cao mà cổng có nói đầy đủ chưa ha, có optical nè, có gắt đầy đủ các gắt HDMI, USB đều có đầy đủ anh em ha. Đó. Rồi, con này dưới một con Samsung này 3.800.000 em ơi, màn hình mới bảo hành 6 tháng ha. Con này không có giọng nói ha. Hình ảnh thì đẹp lắm nha anh nha, đó. Màn hình mới bảo hành 6 tháng của chú anh chị em mình xài ha. Màn hình mới luôn. Rồi, LG đây cũng còn một con nữa nè. Còn thứ ba con như vậy anh em ha, màn hình mới nè, chưa lột, tại cái này em không có dán giá. Nó cũng bằng như cái bên kia có cái giá rồi, không có dán nữa anh em ha. Đó, anh em mình chơi thì chơi, con nào chơi ha. 55 inch siêu bự chà bá luôn, con này thì 2.900.000, con này thì 5.800.000 em ơi.
Rồi, loa kéo kéo thì anh em muốn chơi loa nhỏ mini thì mua tivi thì em cũng có hỗ trợ bán cái loa giá hợp lý cho anh em luôn ha. Đó, loa kéo kéo bự, loa nhỏ gì cũng có luôn ha. Có cái loa 4 tấc nè anh em, 4 tấc này còn hát ngon lành, hay cái mi xịn sò mới luôn ha. Thanh lý cho anh em 1 triệu anh em chơi chơi âm thanh rồi bắt chép cực kỳ hay, hay mi còn đẹp ngon lành luôn ha. Đó, mấy cái loa công suất lớn rồi đó có luôn ha. Nè. Một cặp mi anh em. Đó, chung cái loa kéo luôn. Thanh lý 1 triệu đồng còn hát tốt nha anh em. Loa kéo hát cực kỳ hay, âm thanh là mượt ha. Hay đồ eco thì bọt còn hay luôn ha. Đó, loa kéo kéo cũng còn trong mấy cái thùng này nè, mấy cái loa mới nè. Nào chơi được chơi ha. Rồi, cảm ơn chú anh chị em rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị em một buổi tối thật vui vẻ nha. Rồi, địa chỉ của em là gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, Chợ Lách Bến Tre ha. Số điện thoại em là 0346854213. YouTube em là Tân Chợ Lách Bến Tre ha. Rồi, cảm ơn chú anh chị em rất là nhiều nha.